0 7 8 9 9 10 1 2 1 2 6 7. Hiện tại thì các bác đang được nghe qua cái tiếng mic của con sản phẩm Vang Cơ đến từ TD Aquatic T6 Limit. Đây là một trong những mẫu sản phẩm hàng chính hãng của công ty các bác nhé, đang đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt luôn. Đấy, hiện tại thì đang thử qua test qua cái tiếng mic của nó này. Đấy, tiếng mic thì các bác để nghe thì cái tiếng của nó thì sẽ rất là nhẹ đúng không ạ? Nhẹ và tiếng echo của nó sẽ rất là dày, rất là hay luôn. Đấy, một trong những dòng mic hát karaoke các bác có thể là đánh sự kiện này, nghe nhạc gia đình này, hoặc là các bác nâng cấp từ những cái bộ sản phẩm cũ thì các bác lên thì rất là hay luôn. Với mẫu sản phẩm vang đến từ TD T6 Limit này thì các bác có thể thấy hình thức của nó thì rất là đẹp đúng không ạ? Con sản phẩm này thì hôm trước cũng đã lên sóng video cho các bác rồi, nhưng mà chưa có cái hướng dẫn chi tiết và cách dùng của con sản phẩm này thì hôm nay sẽ hướng dẫn các bác nhé. Trước tiên thì nói về con T6 Limit này thì các bác có thể biết đây là một trong những mẫu sản phẩm vang cơ có rất là nhiều những tính năng như là cổng quang. Đấy, con này thì có đường cổng quang, có đường Bluetooth USB các anh nhé, và hai đường tín hiệu vào từ TV là AUX1 và AUX2. Đấy, có cả đường cổng quang các anh nhé. Nên là khi mà các bác sử dụng những mẫu sản phẩm này thì sẽ rất là dễ sử dụng và rất là tiện lợi. Nếu nhà các bác mà đang muốn kết nối từ điện thoại này, từ TV hoặc là từ máy tính thì cũng rất là ok. Ngoài ra thì con này có ba đường mic ở phía đằng trước này các bác nhé, và có những phần volume mic ở trên phần chỉnh này luôn. Ở đây vẫn có cái phần mic voice các bác này. Đấy, tất cả thì đường chỉnh âm thanh, đường chỉnh echo, reverb thì đều được làm chìm ở trên đây để các bác có thể là tự chỉnh, rất là hay đối với mỗi sản phẩm này. Và ở đây thì được làm bằng mặt kính các nhé, mặt kính 100%, và bên phía bên ngoài là mặt nhôm phay. Nhìn hình thức của con sản phẩm vang đến từ TD T6 Limit này thì nhìn hình thức rất là đẹp các bác nhé. Hàng này thì hàng chính hãng công ty các bác nhé, hàng chính hãng nhập khẩu công ty của TD Aquatic. Hiện tại thì mức giá của con sản phẩm vang T6 Limit này thì hiện tại em đang bán với mức giá là 2.200.000 đồng thôi nhé. Còn cách sử dụng thì cũng khá đơn giản thôi. Khi mà các bác mua một bộ sản phẩm này về thì người ta sẽ tặng cho bác một cái tô vít hai cạnh đúng không ạ? Thì các bác có thể tự chỉnh ở trên những phần này thôi đúng không ạ? Như là phần bát này, mid này, chép này, đấy, hoặc là ba lăng này, đây là cân bằng loa này, đấy, hoặc là các bác muốn tăng giảm echo thì cũng ở phía bên này, cũng chỉ cần cho cái tô vít hai cạnh vào các bác vặn thôi. Ngoài ra thì có một số những cái chỉnh ở trên đây. Các bác có thể thấy là con sản phẩm này thì đây là một trong những mẫu sản phẩm có đầy đủ những tính năng như cổng quang, Bluetooth, USB đúng không ạ? Đấy, nên là khi các bác muốn sử dụng những cái nút như vậy thì các bác cũng phải ấn vào trong những phần này thôi nhé. Các bác có thể thấy ở đây là những cái phần nút bấm thôi nhé. Đây sẽ là cái nút bấm để khi các bác chuyển đổi sang Bluetooth, chế độ Bluetooth này. Đây là nút bấm sẽ chuyển sang chế độ official của anh nhé. Còn ở đây sẽ là những cái nút bấm chuyển AUX1, AUX2. Nói chung là cái phần bấm này thì rất là dễ hơn so rất là nhiều so với những cái dòng vang có nhiều tính năng khác trên thị trường thôi nhé. Đấy, Bluetooth thì bác chỉ cần ấn một nút có chữ BT đây, nó có dấu hiệu đây của Bluetooth này. Official thì nhấn vào đúng không ạ? Đấy, AUX1 thì ấn chuyển sang đèn AUX1, AUX2 chuyển ấn liền sang AUX2, rất là dễ dàng. Bây giờ thì sẽ tiến hành cho các bác có thể nghe thử qua chất lượng âm thanh của con sản phẩm vang T6 Limit này nhé các bác nhé. Em sẽ bắt trực tiếp trên một chiếc điện thoại luôn các bác nhé, bắt Bluetooth của nó luôn. Này, nếu các bác bắt Bluetooth thì các bác ấn Bluetooth nhé để tìm Bluetooth của con sản phẩm vang T6 này. Và đã bắt được Bluetooth rồi các bác này, đã bắt được Bluetooth của con vang T6. Bây giờ thì hãy đeo tai nghe vào nhé, để cảm nhận được cái chất lượng âm thanh của con sản phẩm vang T6 này. Tình nghĩa
Nói chung đây là một trong những dòng Vanker các bác có thể là nâng cấp bộ dàn cả karaoke nhà bác lên cực kỳ là hay các bác nhé. Đấy, quạt tín hiệu nhạc này rất là hay, tín hiệu nhạc to này. Ngoài ra có đầy đủ tính năng và tiếng mic của nó cũng rất là ok. Một trong những mẫu sản phẩm không có cái điểm gì để chê các bác nhé. Ra tiếng echo này và tín hiệu nhạc quá là hay luôn. Các bác nào mà đang quan tâm về mẫu sản phẩm vang của T6 của Limit này thì các bác có thể liên hệ ngay cho em nhé. Hiện tại thì em đang có những cái chương trình khuyến mại với những mẫu sản phẩm này, giá chỉ còn là 2 triệu đồng thôi các bác nhé.